Ở các video trước thì chúng ta đã học được về tầm quan trọng của việc xây dựng cấu trúc công ty, tách biệt vấn đề công việc và riêng tư, một số khía cạnh phong cách làm việc cần chú ý, cũng như là khía cạnh về thuế có thể hỗ trợ cho công việc kinh doanh của bạn với gia đình hoặc là bạn bè. Ở video này, chúng ta sẽ cùng xem việc kinh doanh tại gia có thể đem lại lợi ích gì, cũng như là cần chú ý như thế nào để hiệu quả công việc vẫn được đảm bảo. Có rất nhiều người nhận thấy ý tưởng làm việc tại nhà rất hoàn hảo, không cần phải di chuyển tới nơi khác mà có thể làm việc ngay khi vẫn mặc đồ ngủ, không ai nhòm ngó bạn trong giờ nghỉ, và rồi bạn có thể làm việc ở ngoài ban công khi thời tiết đẹp. Nghe thật là tuyệt phải không nào? Tất cả những điều đó đều đúng. Bạn có thể tận hưởng một cơ số những lợi ích tuyệt vời từ khi làm việc ở nhà, nhưng không phải tất cả đều tốt như vậy. Dưới đây là một số những điều bất tiện có thể xảy ra. Hãy chú ý, tách biệt không gian sống với không gian làm việc của bạn rất dễ chiếm lấy công việc cá nhân của bạn. Khi làm việc ngay tại nhà, nguy cơ đó còn tăng cao hơn rất nhiều. Tôi khuyên các bạn nên sắp xếp một không gian trong nhà chỉ để làm việc, tách riêng ra với không gian sống, thêm vào một phòng hoặc là một khu tầng hầm chẳng hạn. Bằng cách nào đó, bạn có thể kết thúc công việc của mình trong một ngày và tiếp tục cuộc sống riêng của mình theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu như bạn không có điều kiện để dành hẳn ra một phòng cho công việc, chúng tôi khuyên các bạn có thể sử dụng thay thế bằng một màn tre, cũng sẽ đem lại tác dụng tương tự. Một điều cần lưu ý nữa là hãy luôn để máy tính ở văn phòng của bạn. Máy tính xách tay, dễ di chuyển, cũng là một con đường để công việc có thể len lỏi vào cuộc sống riêng của bạn. Các bạn có thể cân nhắc sử dụng máy tính bàn trong văn phòng và chỉ sử dụng laptop khi phải di chuyển trên đường, hoặc là máy tính bảng cho các mục đích cá nhân khác chứ không phải là công việc. Điều này sẽ giúp bạn có được ý chí, không động tay vào công việc khi đang đi chơi hoặc là đi du lịch. Cách tiếp theo, hãy lập ra một danh sách các công việc trong ngày. Rất nhiều người làm việc cùng chúng tôi luôn có thói quen lập danh sách các công việc cần làm cũng như là những ưu tiên cần phải hoàn thành trong ngày. Nó sẽ giúp chúng tôi phân định rõ ràng khi nào thì cần làm việc và khi nào thì có thể nghỉ ngơi. Việc này cũng có thể áp dụng khi bạn đang làm việc tại nhà, rất hiệu quả. Cuối cùng, nên duy trì thời gian làm việc cố định. Khi làm việc tại nhà thì các bạn rất dễ có thói quen kéo dài thời gian làm việc vì không gian thoải mái hơn. Đừng rơi vào cái bẫy thời gian không thành vấn đề, vẫn tiếp tục lập thời gian làm việc mỗi ngày và có thể thay đổi chúng để tiện cho điều kiện của mình. Nhất là hãy cam kết thực hiện theo thời gian biểu đó. Đây là cách hiệu quả để giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Hãy thực hiện theo những chỉ dẫn đơn giản ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu. Chúng sẽ giúp bạn vừa tận dụng được những lợi thế khi làm việc tại nhà và vẫn giữ được không gian sống thư giãn của riêng mình. Trong video cuối cùng của phần 1, tổ chức kinh doanh, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng được một chiến lược lối thoát. Còn bây giờ, hãy áp dụng những lời khuyên trên vào thực tiễn của mình.